7. Anh hai, tên trộm sao rồi? Anh thực sự không biết em còn bí mật gì giấu tụi anh. Anh hai, em nghĩ nhất định là có hiểu lầm rồi. Chị Tiểu Hạ, chị nhanh nói đi. Giờ anh chị muốn biết vì sao? Anh hai, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Chị Tiểu Hà không phải người như vậy. Đúng, chị Tiểu Hà chắc chắn không phải làm ra chuyện này. Chị Tiểu Hà, chị nhanh nói cho mọi người rốt cuộc là chuyện gì đi. Người đó là ai? Chị Tiểu Hà, chị nói đi. Chị đừng đứng đó mà không lên tiếng chứ. Ít nhất chị cũng vì bản thân mà giải thích đi chứ. Nếu em có khó khăn gì, chỉ cần em nói ra sự thật, mọi người đều có thể hiểu được. Đừng đặt áp lực trong lòng em. Đừng hỏi nữa. Em sẽ không nói đâu. Vì sao chứ? Lẽ nào chị không tin mọi người? Chị và Dương Quang đều là người nhà của chúng ta. Có chuyện gì có thể nói với mọi người? Em biết rồi. Nhất định anh cả tìm đến trộm tiền, nên chị Tiểu Hạ mới không dám nói thật. Chị Tiểu Hạ, có phải vậy không? Có lý. Nhất định là anh cả. Anh ấy không kết hôn, chạy cây trong đêm, còn thiếu nợ 300.000 ở bên ngoài. Nhất định là anh ấy gọi người đến trộm. Chị Tiểu Hạ chỉ bảo vệ anh ấy mới không nói. Nhất định là vậy. Tiểu Hạ, em biết người nhà là không có gì giấu giếm, lừa nhau. Em thực sự xem mọi người là người nhà của em sao? Vì em xem mọi người là người nhà nên mới không muốn lừa mọi người nữa. Em không phải là vị hôn thê của anh cả mọi người. Dương Quang cũng không phải. Con của Trần Hạo Kiệt. Em với nhà họ Trần không có chút liên quan nào. Sao nói cái gì? Tiểu Hạ, cháu không thể nói bậy được. Cháu có chứng cứ gì chứng minh Dương Quang không phải là con của Hạo Kiệt? Con làm một phần giám định cha con cho Dương Quang và anh cả. Kết quả báo cáo cho thấy Dương Quang vốn không phải là con của anh cả. Thực ra cháu bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà lúc lưu lạc đầu đường. Vì để được ở miễn phí nên cháu đồng ý với Trần Hạo Kiệt là bạn gái giả của anh ấy một ngày. Nhưng không ngờ vậy mà lại thành hôn thê giả của anh ấy. Tuy vì sinh tồn mà nói dối, nhưng mấy lần cháu đều muốn nói sự thật với mọi người. Kết quả lại không mở miệng được. Cháu sợ Dương Quang sống lang thang, không nơi ở, ngày nào cũng sống như vậy. Dần dần cháu cũng xem nơi này là nhà của mình. Nhưng Trần Hạo Kiệt đột nhiên quay về khiến cháu không cách nào che giấu được nữa. Cháu không thể kết hôn với anh ấy vì cháu không cách nào kết hôn với một người chứ không có tình cảm được. Điều là cháu luôn lừa mọi người. Xin lỗi bác Trần. Không thể nào. Chị không thể vì một người lai lịch không rõ mà tạo ra một lời nói dối lớn như vậy. Em không tin. Em cũng không tin. Không thể nào. Chị Tiểu Hạ, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, đúng không? Thời gian thiết kế giúp tôi một giây tiếp theo. Ai là khách mời bí mật? Cô ơi, cô đừng khóc. Cẩn thận từng chút. Để lộ mặt nạ. Tiếng vỗ tay cổ vũ. Ai xông vào sân khấu của tôi? Ai khiến tôi trở tay không kịp? Kịch tính tôi đã tự đoán từ lâu. Dương Quang, lần này chúng ta thực sự phải đi rồi. Chuyện hôm nay đều là do cô không tốt. Cô không nên nói dối lừa mọi người, còn liên lụy đến cháu nữa. Cháu có trách cô không? Không trách. Cô dù đến đâu, chỉ cần là nơi có cô chính là nhà của Dương Quang. Cô đừng đau lòng nữa. Ai xông vào sân khấu của tôi? Ai khiến tôi trở tay không kịp? Kịch tính tôi đã tự đoán từ lâu. Em lại cho tôi một nét bút dạo ngoặt, đánh trúng hồn tâm chí mạng của tôi. Tôi dọn đến cách vách nhà ai? Ai trở thành hàng xóm của tôi? Cảm ơn sinh bạn có em tham dự, cười nhận lời mời của tôi. Ba yên tâm, con nhất định sẽ tìm được người đó. Người đó? Người nào? Em ngốc à? Chính là người cướp tiền của em, hại chị Tiểu Hạ và Dương Quang rời khỏi nhà đó. Anh hai, biển người mênh mông, anh phải đi đâu mà tìm chứ? Ở đây có camera nối mạng toàn quốc. Camera. Đúng, chúng ta có thể nhìn ra người đó trong camera. Tìm được người đó thì có thể thế nào? Chị Tiểu Hạ và Dương Quang đã rời khỏi nhà rồi. Nhiều nhất thì tìm được tiền về. Chúng ta cần tiền làm gì? Cho nên người đó chính là mấu chốt. Cậu nói xem đây là sao? Từ lúc Tiểu Hạ đến, bà đã tin con bé là thật. Tiểu Hạ con bé, sao nó lại ngốc như vậy? Chỉ cần nó không thừa nhận thì ba sẽ giữ bí mật thay nó. Ba cũng sẽ chấp nhận nó ở đây. Ba sẽ chấp nhận Dương Quang là cháu của ba. Con tin chỉ cần tìm thấy người đó thì mọi câu đố nhất định có thể làm rõ. Tiêu Tiêu. Muộn vậy rồi, em về ngủ đi. Em đã gọi điện cho trong nhà rồi. Hơn nữa em còn gửi hình người này cho thuộc hạ của ba, cho nên nhất định sẽ tìm thấy anh ta. Dương, muộn thế này rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Anh nhất định phải tìm thấy anh ta. Dương Quang, bắt đầu từ hôm nay phải học để biết chăm sóc bản thân mình. Cái này là tiền ăn trưa và tối của cháu, nhớ ăn cơm đó. Hôm nay cô Tăng ca về muộn, tự làm bài tập, phải ngoan nhé. Cô Tăng làm rồi sẽ đến trường đón cháu, đừng chạy lung tung, biết chưa? Cháu sẽ làm xong bài tập ở trường, đợi cô tới đón. Đi. Công việc ở chỗ tôi rất vất vả, tiền cũng không nhiều. Cô à, cô có thể làm không? Tôi từng khổ nhiều hơn rồi. Ông chủ, ông yên tâm đi. Được, có thể chịu khổ được là được. Tiền lương thì tính theo ngày, tôi sẽ không thiếu đâu. Cảm ơn ông chủ. Còn nữa, trên quảng báo tuyển dụng viết bao ăn bao ở, đúng không? Chuyện đó, lời công việc làm tạm thời này thì không có. Ông chủ, ông có thể giúp đỡ không? Tôi có căn phòng cũ, ban đầu cũng dùng để chất đồ linh tinh gì đó. Nếu bằng lòng thì cô có thể đến đó ở. Cảm ơn ông chủ, thật sự rất cảm ơn ông. Đừng khách sáo. Vậy sau khi cô tan làm, tôi sẽ đưa chìa khóa và địa chỉ cho cô. Alo. Ba, anh hai, tìm thấy người đó rồi. Ba, anh hai, tìm thấy người đó rồi. Anh hai, có phải anh ta không? Đi, đi. Các anh làm gì vậy? Cô ơi, cháu cảm thấy nơi này cũng không tồi. Giờ vẫn chưa ổn, đợi cô dọn xong nhất định sẽ không tồi. Cô, cháu dọn với cô. Hào Phong, rốt cuộc cậu ta nói sao? Người mà trộm tiền chính là anh trai của chị Tiểu Hạ. Anh ta tên Tiểu Đông, anh ta chính là cha ruột của Dương Quang. Hóa ra chị Tiểu Hạ gì bảo vệ cho anh chị ấy, nên mới không muốn nói ra sự thật. Không phải, con bé gì bảo vệ Dương Quang, nó không muốn để Dương Quang biết ba nó là người thế nào. Người đó quả thật là tên khốn nạn vô loại. Loại người đó, anh ta có thể gánh vác trách nhiệm người làm cha sao? Chị Tiểu Hà thật đáng thương. Từ nhỏ lớn trong cô nhi viện, không lớn hơn em được mấy tuổi mà phải gánh nhiều gánh nặng như vậy. Ba, thân thế của chị Tiểu Hà và Dương Quang đáng thương như vậy, giờ họ lại không có công việc, cũng không có nơi nào ở. Ba, chúng ta vẫn nên tìm họ về đi. Được. Tôi ghét nhất là người phụ nữ nói dối. Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ để ba tôi nhìn rõ khuôn mặt thật của cô. Giờ cô còn muốn giấu ai? Chỉ có thể cho Dương Quang một ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc và ổn định. Tôi cùng lúc làm mấy công việc nhưng vẫn kiếm được rất ít. Vốn không trả nổi tiền thuê phòng, cũng không thể nào để Dương Quang ngủ đầu đường xá chợ cùng tôi. Chị không thể vì một người lai lịch không rõ ràng mà nói dối như vậy được. Con bé vì bảo vệ Dương Quang, nó không muốn để Dương Quang biết ba nó là người thế nào. Tôi đi khắp nơi, hỏi han nhiều lần. Ngày đông càng gần, lại nhớ đến khói lửa mùa thu. Tôi nghĩ mình nên tìm chút việc để làm, đếm ngược thời khắc quan trọng. Hồi ức em nói yêu tôi. Dương Quang không được nghịch ngợm ở trường, chậm chậm nhẹ nhàng, không ít cũng không nhiều, tan chảy sự im lặng, cho đến khi em nhìn thấy sự túng thiếu. Tôi đó đau lòng dề dà, mới tức giận cuộn láo, khát vọng có người cho tôi sức mạnh. Cô kiểm tra toán lần trước tôi thì đứng thứ hai đó, giỏi chứ? Thực ra Dương Quang giỏi thật, cháu chỉ thua hạng nhất mấy điểm thôi. Chỉ cần cháu chăm chỉ thêm chút nữa, không xử ý là được rồi. Cô biết Dương Quang là tốt mà, điểm kiểm tra lần sau thì cẩn thận hơn là được rồi. Dương Quang biết rồi, nhận thức được vấn đề 99 điểm cũng tuyệt vời như 100 điểm vậy. Dù còn lại bản thân, kiên trì đến cùng. Tôi muốn chứng minh khí hậu trắng hừng với đất em nhiều nhất. Tôi chậm chạp học được, tình yêu dần sâu nặng. Tìm cả ngày, ngay cả bóng của chị Tiểu Hạ cũng không nhìn thấy. Ngày mai tiếp tục tìm. Con tin nhất định sẽ tìm thấy chị Tiểu Hạ và Dương Quang. Tôi biết họ ở đâu rồi. Chị Tiểu Hạ, mọi người đến đón chị về. Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà tôi đã không còn là người nhà họ Trần nữa rồi. Chị Tiểu Hạ, chị đừng nói như vậy. Thật đó, tuy chị mới ở nhà chúng ta có một tháng thôi, nhưng từ lâu mọi người đã xem chị là người nhà mình rồi. Đúng vậy Tiểu Hạ, Lập Dương nói đều là lời thật lòng. Gì mà danh phận hay không danh phận gì đó, cháu xem các cháu vừa đi. Chúng ta lại không quen. Với lại các cháu ở nơi thế này sao có thể được chứ? Vẫn về với chúng ta đi. Bác Trần, cảm ơn bác. Thật đó, bác có thể tha thứ cho lời nói dối ban đầu của cháu. Cháu đã rất cảm kích rồi. Nhưng từ đầu tới cuối, cháu không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân của mình. Cháu không thể lại mặt dày ở lại nhà họ Trần ăn chực sống chực được. Trần thực sự không có mặt mũi nào dẫn theo Dương Quang vào nhà họ Trần nữa. Bác Trần, xin lỗi. Chuyện này dính trong nhà hết rồi, cô ra ngoài mua. Ai vậy? Hào Phong, anh đến làm gì? Anh muốn làm gì? Hạo Phong, Dương Quang về nhà, thả em xuống. Hạo Phong, Nhanh thả em xuống. Thả em ra. Tốt quá rồi. Được gặp ông rồi. Thả em xuống. Dùng nụ cười của em để thành định nghĩa thành công của anh. Vì em, nước sôi lửa bỏng, anh cũng không từ. Đừng nói anh điên, đừng nói anh ngốc. Anh chỉ là yêu em, nên anh tình nguyện làm một viên đá nhỏ trong vũ trụ của em, im lặng ở bên cạnh em, cùng em cảm động. Cháu về rồi, được rồi, đừng ồn nữa, đã buồn lắm rồi, ngủ sớm chút đi. Vui vẻ một mình gì vậy? Cô à, lúc nãy người băng Nam Cực, lúc đó giác cô, vừa đàn ông vừa ngầu nữa, trông cô rất xấu. Một thằng nhóc, sao lại nhiều chuyện vậy? Còn không nhanh đi ngủ đi, cô ngại rồi. Cho cháu cười nè. Anh hai, yêu đương có cảm giác gì? Em cả ngày chơi game, đọc truyện, sao đột nhiên lại muốn biết yêu đương có cảm giác gì? Em cũng lớn rồi, cũng sẽ yêu đương mà. Hơn nữa, chỉ có anh có kinh nghiệm yêu đương. Em muốn học hỏi anh. Anh không có gì hay để dạy em cả. Năm đó anh với Đào Hân Hỷ. Được rồi, không nói đến Đào Hân Hỷ nữa. Anh hai, anh cảm thấy chị Tiểu Hạ thế nào? Gì mà thế nào? Anh không thấy may mà chị ấy không gả cho anh cả sao? Hai người họ thực sự không xứng với nhau. Vậy em thấy ai xứng? Ai cũng xứng hơn anh cả. Sao anh lại thấy Tiêu Tiêu rất xứng với em nhỉ? Tiểu quái thú. Anh hai, anh đây là hại em đó. Em mới không muốn yêu đương với tiểu quái thú đâu. Cuộc đời em đi được 23 năm thì đã nhìn thấy cậu ấy 23 năm rồi. Thẩm mỹ có hơi vất vả rồi. Còn nữa, cậu ấy vốn xem em là bao cát để luyện công. Em không muốn cả đời ngã trong tay cậu ấy đâu. Trần Lập Dương em thề với trời, em thà cô đơn cả đời cũng tuyệt đối không yêu đương với tiểu quái thú. Có những người chuyện gì cũng đều tự làm. Thỉnh thoảng để người khác giúp sẽ không chết đâu. Giúp thì giúp, giả giờ ngầu gì chứ. Làm như mình giống như nam chính trong phim lắm vậy. Anh không phải giống, mà anh vốn là nam chính. Nhỏ, chị Tiểu Hạ. Chị Tiểu Hạ, sao chị biết chị nhất định lớn hơn em mà bảo em gọi là chị Tiểu Hạ? Đương nhiên rồi bạn nhỏ. Mấy hôm trước không phải em mới đón sinh nhật sao? Sao chị biết? Vì chị Tiểu Hạ không gì không biết. Chị Tiểu Hạ sao lại biết sinh nhật của mình? Chị ấy có lòng thật. Lúc trước là chị không tốt, mang đến nhiều phiền phức cho mọi người trong nhà, hại mọi người đều quên đón sinh nhật cho em. Em nói đi, em muốn gì? Không cần đâu, sinh nhật đã qua rồi, còn buồn gì nữa. Với lại, sinh nhật chỉ có đón trước, nào có chuyện đón sau. Thực sự không cần nữa. Dù có phải đó sinh nhật em hay không, dù sao em cũng phải cho chị một cơ hội để bù đắp lại sự thiếu sót của chị chứ. Em thực sự không muốn gì cả. Không thể nào. Một người sao có thể không cần thứ gì chứ? Em lại không phải tên ngốc. Nhất định phải nói sao? Đương nhiên rồi. Nếu chị ấy không phải chị dâu, thân thế lại đáng thương như vậy, mình nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ chị ấy. Nguyện vọng của em là mong có thể giống như lũ, càng lúc càng mạnh. Dù xảy ra chuyện gì đều có thể bảo vệ chị và Dương Quang. Đây thực sự là nguyện vọng của em sao? Em đó, đừng như Dương Quang, miệng mồm cứ như là bôi mật ong vậy, chỉ biết chọc chị vui thôi. Bỏ đi, không hỏi em nữa. Em thấy thật đó Hạo Phong. Từ nhỏ tới lớn, tình cảm của anh và Lập Dương là tốt nhất, cho nên chắc anh biết tâm nguyện lớn nhất của Lập Dương là gì chứ. Từ nhỏ tới lớn, Lập Dương thích nhất là truyện tranh, mô hình, game. Hình như cũng không đặc biệt thích gì cả. Thực sự chỉ có mấy thứ này. Không phải mỗi ngày em đều dọn phòng máy máy sao? Cả phòng máy máy đều là thứ này. Em nói là thứ cậu ấy muốn nhất đó. Truyện tranh bạn giới hạn, mô hình bạn giới hạn, trò chơi siêu cấp. Còn tình cảm anh em các anh tốt như vậy, anh chỉ biết những thứ này thôi. Ngay cả em mới vào nhà họ Trần, em cũng không thua gì anh. Nè, có phải anh nên kiểm điểm bản thân không? Bỏ đi, hỏi anh cũng như không. Bổ sung sinh nhật cho Lập Dương, tốt quá rồi. Lúc trước em muốn đón sinh nhật cậu ấy lắm, nhưng mà bánh kem tràn đầy, tình cảm của em bị đụng hỏng rồi. Thư tình cảm động lòng người của em cũng không đưa được đến tay Dương Dương Dương. Tấm lòng nhiệt tình như lửa đó của em hoàn toàn chưa truyền đạt đến cho Dương Dương Dương. Chị Tiểu Hạ, kế hoạch bù đắp lần này của mọi người cũng tính thêm em nhé. Vậy theo hiểu biết tình cảm thanh mai trúc mã, cùng ăn cùng ngủ 23 năm của các em. Lập Dương thích nhất là cái gì? Truyện tranh. Dương 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 thích nhất chính là truyện tranh. Hơn nữa trong truyện tranh, cậu ấy thích nhất truyện tranh của thầy Tezuka Osamu. Nếu có thể lấy được chữ ký của ông ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui. Mọi người phải xếp hàng, không được chen. Xếp hàng đi, không được chen. Nhiều người thế à? Không được chen, xếp hàng đi. Mọi người hãy xếp hàng đi. Mọi người đừng chen, xếp hàng đi. Cái tên nào? Xếp hàng biết không? Anh à, là thế này. Bạn trai tôi sắp đón sinh nhật rồi. Tôi muốn lấy được chữ ký của Tezuka tặng cho anh đấy. Như vậy tôi mới tỏ tình thành công được. Cho nên anh cho tôi đứng đây được không? Không được, xếp hàng. Phía sau không được chen. Vậy nguyện vọng của Lập Dương bác biết là gì không? Tôi chưa hỏi Hào Phong à? Hào Phong nói y như Tiêu Tiêu vậy. Không phải game thì là truyện tranh, mô hình. Bác Trần, thật sự bác cũng thấy vậy sao? Ước mơ của Lập Dương chính là trong cửa hàng này. Lập Dương, có phải em rất thích loại nhân vật chính nhiệt huyết, chăm chỉ, nhìn rất bình thường, nhưng chỉ có một ước mơ vĩ đại, cả người cũng biến thành có ý nghĩa không? Ví dụ như tác giả truyện tranh người Nhật Tezuka Osamu. Chị Tiểu Hạ, sao chị biết em thích là truyện tranh của ông ấy? Truyện em thích nhất của ông ấy chính là bác sĩ quái dị, Bác Trắc. Anh ấy đi đến đâu cũng mặc áo khoác trắng cực kỳ oai phong, giống như răng phục bếp của chúng ta vậy. Trong áo khoác của anh ấy giấu một con dao phẫu thuật rất bén. Chị Tiểu Hạ, thực ra em thích bộ tranh này không chỉ vì câu chuyện của nó, mà còn vì mỗi lần anh ấy thực hiện phẫu thuật. Chị nói, người làm phẫu thuật có thể làm đầu bếp, vậy người đầu bếp đó cũng có thể làm phẫu thuật không? Phẫu thuật và nấu ăn không có điểm chung mà. Sao không có điểm chung? Mọi người đều dùng dao, hơn nữa đều phải đầu tư sự tập trung và tay nghề vào. Rốt cuộc mình đang để ý những thứ gì chứ? Được rồi chị Tiểu Hạ, không nói chuyện với chị nữa, em phải mở cửa hàng rồi. Đúng là một cậu nhóc to xác. Vì sao cậu ấy lại liên hệ thức ăn với phẫu thuật với nhau chứ? Dù ba có ý để em lại ở nhà bếp, nhưng em vẫn chọn ở đại sảnh. Vì em thấy anh hai mới là đầu bếp chính của nhà họ Trần, không có người thứ hai. Cuối cùng mình cũng biết nguyện vọng của Lập Dương là gì rồi. Đầu bếp chính của nhà họ Trần. Lập Dương có phải có tay nghề không tồi không? Lúc nhỏ anh với Lập Dương cùng học nghề bếp, sau đó em ấy quyết định đi làm quản lý sảnh. Anh cũng chưa từng nhìn thấy em ấy xuống bếp lại. Em nói tâm nguyện của Lập Dương là muốn làm đầu bếp của nhà họ Trần. Đúng vậy, anh nhìn thấy em ấy bình thường thích truyện tranh, thực ra đều là chuyện em ấy thích làm. Lúc nói chuyện đều có thể nhìn ra được. Tiêu Tiêu từng nói với em ấy thích nhất là truyện tranh của tác giả truyện tranh người Nhật Tezuka. Nhưng khi em nói chuyện với em ấy vậy mà có thể kết hợp một truyện tranh với bác sĩ, với đầu bếp lại với nhau. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không liên tưởng như vậy. Cho nên, em nghĩ tâm nguyện của Lập Dương chính là làm đầu bếp của nhà họ Trần. Chị em nói, quà sinh nhật của Lập Dương là... Nghe nói mọi người đón sinh nhật đều là một bắp bi trường thọ, cho thêm 2 cái trứng, chấm nước sôi là được rồi. Nhưng em thấy sinh nhật nên là mọi người quay quần với nhau, tặng lời chúc mới phải. Như lúc sinh nhật của Dương Quang, em sẽ nghĩ cách để thỏa mãn nguyện vọng của nó. Dù có bao nhiêu tiền, em đều cố gắng tặng cho nó thứ nó muốn. Nhìn nụ cười của nó, em cảm thấy rất hạnh phúc. Theo em thấy, tâm nguyện của Lập Dương chính là làm đầu bếp của nhà họ Trần. Em ấy cũng muốn dốc sức cho nhà này, chỉ là tay nghề của anh quá cao. Em ấy chỉ đành giấu nguyện vọng này ở trong lòng. Hạo Phong, anh là đầu bếp của nhà họ Trần, cũng là anh trai của Lập Dương. Có thể giúp em ấy cũng chỉ có anh thôi. Được. Thật à? Anh thật sự bằng lòng để Lập Dương là đầu bếp nhà họ Trần một ngày à? Tốt quá rồi. Vậy em đi chuẩn bị trước một chút. Khoan đã. Chứ không phải là muốn hối hận chứ. Để làm đầu bếp một ngày thì không đủ. Anh muốn từ nay về sau mỗi dịp lễ chúng ta đều luân phiên tay nhau. Do Lập Dương làm đầu bếp, anh làm quản lý sảnh. Anh làm quản lý sảnh. Sao hả? Sợ cơn bạc của người băng nam cực này của anh dọa khách chạy đi mất à? Thực ra nụ cười của anh cũng rất sáng lạng đó. Em chuẩn bị yêu đương rồi. Dựa vào dự đoán của trực giác, lòng vui như nở hoa, trước đám để dùng đất tưới nước. Chuẩn bị yêu đương rồi, dần lúc tương lai khiến linh hồn em rung động. Nắm tay đi lướt qua. Alo, ba. Tiêu Tiêu, muộn thế rồi, sao con còn chưa về nhà? Ba, con đang nói chuyện với bạn, lát nữa con về. Tiêu Tiêu, muộn vậy rồi, đừng chơi nữa, nhanh về đi. Được rồi, con biết rồi, bye bye. Ngày mai phải để Lập Dương làm đầu bếp. Nhưng đi đâu để tìm áo quần đầu bếp đây? Đột nhiên cũng không biết mua ở đâu. Giờ có thể làm một bộ. Là bây giờ. Sự áo quần của anh đúng là thông minh thật. Khả năng dùng dao của đồ bếp không phải rất tốt mà. Sao anh lại dụng về như vậy? Đây là kéo không phải dao thái rau. Xem anh là thiên tài à? Thật đúng là không xem tiếp được. Xem em đây. Ra em cũng rất có tài đó. Người nghèo mà may giá lại qua một năm.